Chim thiên đường Wilson, loài chim đẹp nhất thế giới. Chim thiên đường Wilson ở Indonesia được mệnh danh là loài chim đẹp nhất thế giới với bộ lông sặc sỡ ấn tượng. Thuộc họ Paradisaceae, chim thiên đường Wilson sống trên các đảo Waigeo và Batanta ở ngoài khơi West Papua, Indonesia. Loài chim này có hình dáng không thể nhầm lẫn với bộ lông bắt mắt màu đỏ thắm, vàng, xanh lá cây và xanh nước biển. Đặc biệt, chõm đầu màu xanh ngọc của chim thiên đường Wilson không có lông mà là một nếp da trần. Cùng với hai chiếc lông đuôi dài uốn cong, nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con trống hấp dẫn bạn tình. Giống như nhiều loài chim thiên đường khác, chỉ có con trống mới sở hữu dáng vẻ rực rỡ, những con mái với bộ lông màu nâu sáng với chõm đầu màu xanh thẫm. Để thu hút sự chú ý của con mái, con trống dọn sạch những chiếc lá hoặc rác vụn để tạo ra một vũ đài trên nền rừng. Giữa mặt đất phẳng, nó sẽ trình diễn bằng cách chuyên từ cành này sang cành khác, uốn cơ thể theo nhiều tư thế, xòe bộ lông óng ánh nhiều màu và hót vang. Không chỉ lắc đầu, rướn cổ, dựng ngược đuôi, đôi khi con trống còn há to miệng trước mặt con mái để thuyết phục bạn tình. Chim thiên đường Wilson được phát hiện vào năm 1850, nhưng phải gần 150 năm sau, vũ điệu tỏ tình của nó mới được nhà tự nhiên học nổi tiếng David Attenborough ghi lại trong tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tụi mình. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ tụi mình phát triển nhé.